Đó. Thì Châu Huy xin hỏi là bao nhiêu anh chị em chúng ta mong muốn có cái kỹ năng lãnh đạo tốt hơn và mong muốn chúng ta có thể lãnh đạo được cái số lượng người nhiều hơn ạ? Thì hãy comment số 3 giúp Huy đúng không ạ? Nếu mà anh chị em nào mong muốn mình trở thành một lãnh đạo tài năng thì hãy comment số 3 giúp Huy đúng không ạ? Thế thì lãnh đạo là gì và tại sao chúng ta phải lãnh đạo? Thì theo John Maxwell, tức là một bậc thầy, một người thầy của những người thầy trong cái kỹ năng lãnh đạo, thì ông ấy định nghĩa như này: lãnh đạo đó là sự ảnh hưởng, lãnh đạo không phải là một chức danh, lãnh đạo cũng không phải là một cái vị trí, lãnh đạo cũng không phải là việc áp đặt, lãnh đạo không phải là nguyên tắc, không phải công thức, không phải là áp đặt, không phải là một cái gì đó cứng nhắc. Lãnh đạo chỉ đơn giản nó là sự ảnh hưởng. Thế thì tại sao có những cuốn sách nó gọi là lãnh đạo không chức danh nhỉ? Đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần có ảnh hưởng thì chúng ta không cần gì ạ, không cần có chức danh, chúng ta vẫn có thể lãnh đạo được. Đấy. Thế thì làm sao để chúng ta có thể tạo ảnh hưởng cho người khác? Đúng không ạ? Cái câu hỏi ở đây là gì ạ? Làm sao mình có thể ảnh hưởng đến người khác? Đúng không ạ? Lãnh đạo là một cái quá trình là gì ạ? Dẫn dắt và thay đổi người khác, giúp người khác đạt được những cái ước mơ của mình. Thì đó chính là cái quá trình lãnh đạo. Và lãnh đạo chúng ta biết là gì ạ? Cũng có 5 cái cấp độ lãnh đạo khác nhau. Thì trước đây Huy cũng có phần một cái bài chia sẻ về 5 cấp độ lãnh đạo. Không biết là bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay đã biết về 5 cấp độ lãnh đạo. Thì comment số 4 giúp Huy đúng không ạ? Đấy. Hoặc là ai chưa biết thì comment số 5. Chưa biết thì comment số 5 về 5 cấp độ lãnh đạo. Đấy, bởi vì đó là những cái kiến thức rất là nền tảng, rất là cơ bản để mà chúng ta có thể xây dựng và phát triển cái con người của mình cũng như là của người khác. Úi giời ơi, tại sao mà số 5 nhiều như này? Có lẽ là Huy đã chia sẻ cái điều này quá lâu rồi, cho nên là nhiều anh em là quên. Như vậy thì đó là cách để Huy đo lường. Và nếu mà nhiều người mà chưa nghe đến cái chủ đề đó thì có thể là sẽ tuần sau Huy sẽ chia sẻ về chủ đề 5 cấp độ lãnh đạo đúng không ạ? Ok, thế thì ngay cả khi mà anh chị em chúng ta là gì ạ? Là không có một cái đội nhóm, không có một cái doanh nghiệp thì chúng ta cũng vẫn phải cần lãnh đạo. Việc đầu tiên là chúng ta cần lãnh đạo, đó là lãnh đạo ai ạ? Lãnh đạo bản thân mình. Đúng không ạ? Việc đầu tiên chúng ta cần lãnh đạo đây là lãnh đạo bản thân mình. Sau đó chúng ta cần lãnh đạo ai ạ? Lãnh đạo gia đình của mình. Đúng không ạ? Sau đó lãnh đạo ai ạ? Lãnh đạo gì ạ? Đội nhóm của mình. Đấy. Sau đó lãnh đạo ai ạ? Lãnh đạo một cái tập thể lớn hơn, một cộng đồng lớn hơn, rồi lãnh đạo đất nước nếu như mà anh chị em làm gì ạ? Làm chính trị. Đúng không ạ? Thì ngay cả chúng ta làm chính trị hay là làm nhân viên, làm công nhân hay bất kể làm cái vị trí gì, chúng ta đều gì ạ? Đều cần cái khả năng lãnh đạo hết. Sớm hay muộn chúng ta cũng phải lãnh đạo bản thân mình, hay gia đình của mình. Vì vậy là gì ạ? Cái khả năng lãnh đạo là một khả năng mà vô cùng cần thiết trong cuộc sống này. Và theo cái Huy nhận định ấy, đó là tất cả những cái người thành công, tất cả nhé, những người thành công trên thế giới này, họ đều có khả năng lãnh đạo cực kỳ tốt. Họ đều có khả năng lãnh đạo rất tốt. Đấy. Hoặc kỹ năng tốt thì sẽ không thành công rực rỡ được, nhưng mà khả năng lãnh đạo tốt thì sẽ có khả năng để trở thành một cái con người mà gì ạ, thành công, một cái viên mãn. Đấy, không chỉ là gì ạ, không chỉ là tiền bạc đâu anh chị em ạ, mà còn có những thứ khác nữa đó. Vì vậy nếu mà chúng ta đang đi trên cái con đường để rèn luyện cái khả năng lãnh đạo của mình thì đó là cái điều vô cùng tuyệt vời, và xin chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta đang có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay, cũng như những cái con người ngoài kia mà gì ạ, mà những người mà đang được xem cái livestream hay là cái video này. Đấy, để là xin chúc mừng anh chị em. Đấy, bởi vì chúng ta đang đi một cái con đường rất là đúng, con đường đúng đắn nhất, đó là con đường học cái cách lãnh đạo, chứ không phải là học về kinh doanh, học về marketing, không phải là học về kế toán, không phải học về luật sư, không phải học về kỹ năng này kỹ năng kia, đó là kỹ năng cứng rồi.
Còn kỹ năng mềm lớn nhất mà chúng ta cần phải học đó là kỹ năng lãnh đạo. Thế thì làm thế nào để chúng ta trở thành người lãnh đạo tốt? Thì có rất nhiều cái cách khác nhau, nhưng mà trong cái quá trình trải nghiệm của mình, trong quá trình đào tạo của mình, thì Huy rút ra cho bản thân mình, đây là cái lý thuyết của Huy, tức là gì ạ? Là cái rút ra từ cái bản thân của mình, chứ mình không phải là mình cóp nhặt ở đâu cả. Cho nên là có thể nó đúng, có thể nó sai, có thể đúng với Huy mà không đúng với cả một anh chị em nào đó. Vì vậy là chúng ta cũng không cần phải gì ạ, không cần phải tranh luận là nó đúng hay nó sai. Nếu mà chúng ta thấy hợp lý thì chúng ta áp dụng, còn chúng ta thấy không hợp lý thì chúng ta cũng bỏ bỏ qua, đúng không ạ? Không cần phải tranh luận là đúng hay sai, bởi vì nó là gì ạ, nó là cá nhân, ok không ạ? Thế thì Huy xin phép chia sẻ cái màn hình ạ. Bao nhiêu anh chị em đã nhìn thấy cái màn hình của Huy thì có thể comment là số 1 đúng không ạ? Nếu mà anh chị em đã nhìn thấy cái màn hình của Huy thì có thể comment số 1 của Huy đúng không ạ? Ok. Và chúng ta lưu ý rằng là gì ạ? Là chúng ta sẽ phải sử dụng nước thường xuyên nhé. Cứ khoảng 15 phút là chúng ta sử dụng một miếng nước. Ok nhá. Rồi. Thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung ngày hôm nay, đó là nhà lãnh đạo 5H. Thì có nhiều người có thể hiểu nhầm sang là lãnh đạo 5 giờ cũng được. 5 giờ tức là gì ạ? Mình lãnh đạo từ lúc 5 giờ sáng, đúng không ạ? 5 giờ sáng mình đã dậy rồi. Đấy, như vậy là gì ạ? Chúng ta thấy rất nhiều người cái việc dậy sớm 5 giờ sáng nó là một cái điều vô cùng khó khăn. Và ngay bản thân Huy cũng vậy. Đấy, là gì ạ? 5 giờ sáng để mà dậy sớm cũng là một cái điều vô cùng khó khăn. Và nếu mà chúng ta kiểm soát được cái việc này thì như vậy là gì ạ? Như vậy là chúng ta đã có khả năng lãnh đạo chính bản thân mình, đúng không ạ? Và nếu như mà chúng ta dậy mà chúng ta tập thể dục, chúng ta học tập đó, thì như vậy là chúng ta đã làm cái tấm gương để cho người khác noi theo. Như vậy là chúng ta đã gì ạ? Đã tạo ảnh hưởng cho một số người nào đó. Đấy, thế thì khi mà chúng ta dậy sớm, chúng ta học tập thì chúng ta có truyền thông cái việc học tập của mình cho xã hội, cho ngoài kia hay không? Chúng ta có truyền thông cho người khác hay không? Nếu mà chúng ta chưa dám truyền thông thì điều này chứng tỏ là chúng ta chưa đủ cái gì ạ? Cái sự tự tin. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã gì ạ? Đã truyền thông cái điều này cho gì ạ? Cho Facebook, Zalo, YouTube chẳng hạn, thì đó là cái điều mà chúng ta đang tạo ảnh hưởng tích cực đến xã hội. Có nhiều người họ đọc được cái bài viết của chúng ta, họ cũng có thể là gì ạ? Họ cũng có thể là dậy sớm, họ cũng có thể tập thể dục, họ cũng có thể học tập và họ cũng thay đổi cuộc đời của họ. Như vậy là chúng ta đã gián tiếp để là gì ạ? Để thay đổi cuộc đời của người khác, và từ đó là chúng ta có ảnh hưởng đến người khác. Và khi chúng ta có ảnh hưởng đến nhiều người, họ thích chúng ta, họ tin chúng ta, thì khi đó thì công việc kinh doanh của chúng ta sẽ phát triển. Đấy. Ok không ạ? Cho nên là chúng ta có thể gọi là lãnh đạo 5 giờ cũng được, nhưng mà ở đây Huy đang nói về lãnh đạo 5H, là năm cái chữ H ở trong cái gì ạ? Ở trong cái nghệ thuật lãnh đạo. Đấy. Và 5H thì cái chữ H nó là cái chữ chữ Huy, là nó cái chữ đầu của chữ Huy, cho nên là nó cũng là một cái mà gọi là mình thích dùng cái chữ đấy. Ok không ạ? Rồi. Cái 5H nó là gì ạ? Đó là năm cái đỉnh của một cái ngũ giác đó. Thì chúng ta sẽ lần lượt đi năm cái đỉnh này. Đấy. Cái đỉnh đầu tiên đó là human, tức là con người. Đầu tiên ấy, chúng ta là lãnh đạo thì chúng ta nghe là nó có phải cái gì đó nó ghê gớm, nhưng mà thực tế ra ấy, nó không có gì ghê gớm cả anh chị em ạ. À, lãnh đạo không có gì ghê gớm cả, chỉ đơn giản chúng ta là một cái con người tốt, chúng ta trở thành cái người tốt trước khi trở thành một nhà lãnh đạo tốt. Đấy, ở trong cái phần con người ấy, chúng ta là con người thì chúng ta có hai cái phần, một phần con và một phần người, có đúng không anh chị em? Đó, con người mà nó kiểu gì nó cũng giữ hai phần, một phần con và một phần người. Cái phần con ấy là cái phần là gì ạ? Bản năng, vị kỷ, nóng nảy, dễ tổn thương, dễ giận, dễ gây tổn thương, dễ giận hờn,
cảm xúc thất thường, đúng không ạ? Cái phần con là cái phần mà gì ạ, nó hoạt động rất là bản năng, mình thích thì mình giận, mình thích thì mình buồn đó. Và khi mà cái cảm xúc của mình nó thất thường như vậy thì nó sẽ dẫn tới một cái trường hợp, đó là gì ạ, là mình gây ảnh hưởng một cách tiêu cực đến cho người khác, cũng là gây ảnh hưởng nhưng mà gây ảnh hưởng tiêu cực. Và với các cái nhà lãnh đạo ấy thì họ phải gì ạ, họ phải có cái sự ổn định về mặt tâm lý, đã là nhà lãnh đạo tốt. Ở đây chúng ta đang nói về lãnh đạo tốt nha, chứ còn lãnh đạo thì có nhiều nhiều cấp độ đó. Nhưng lãnh đạo tốt thì mình phải gì ạ, ổn định về mặt tâm lý đấy, ổn định về mặt cảm xúc. Nếu mà cảm xúc chúng ta không kiểm soát được thì chúng ta gì ạ, chúng ta đang dùng cái phần con của mình để mà gì ạ, để mà đối xử với người khác. Và khi khi mà chúng ta làm điều đó thì chúng ta làm mất đi cái gì ạ, cái khả năng ảnh hưởng của chúng ta đến người khác đó. Thế cái phần người của chúng ta thì nó gì ạ, nó thể hiện cái gì ạ? Cái phần người nó sẽ thể hiện cái sự kiểm soát cái năng lượng của mình đấy, kiểm soát cái cảm xúc của mình, đúng không ạ? Đấy, và gì ạ, phần người ấy thì nó là cái phần vị tha, vị chủng, bao dung đấy, và cái sự bản lĩnh. Người ta nói là gì ạ, nóng giận là bản năng, kiềm chế được thì mới là bản lĩnh, đúng không ạ? Đó thì lãnh đạo nó phải có sự bản lĩnh bằng cách là gì ạ, bằng cách mình kiểm soát được những cái năng lượng cũng như là cái cảm xúc của mình. Và con người ấy thì luôn luôn có cái sự yêu thương, có sự cống hiến, nó khác rất nhiều so với cả cái con vật. Con vật thì nó không có sự cống hiến, đúng không ạ? Yêu thương thì nó cũng có nhưng mà cống hiến là gần như nó không có đấy. Và trong cái phần con người này chúng ta có một cái phần rất quan trọng mà mình chưa ghi ở đây, đó là gì ạ, là luôn luôn nghĩ làm sao để giúp cho người khác đạt được ước mơ của họ, làm sao để mà gì ạ, huấn luyện người khác để giúp cho họ giỏi hơn. Thì đó là cái diện là lãnh đạo ở cấp độ 4, đúng không ạ? Và chúng ta hãy đối xử người khác bằng cái phần người của mình chứ đừng đối xử bằng phần con. Phần con nó là gì ạ, là chúng ta sẽ giận dỗi, chúng ta sẽ giận hờn, chúng ta sẽ hận thù nhau. Ví dụ như này, mình là nhà lãnh đạo nhưng mà nếu mà có người nào đó ở bên dưới mình, họ họ đang ở trong cái trạng thái là phần con nhiều hơn phần người, thế thì khi họ sử dụng phần con họ đối xử với mình, họ có thể giận dỗi mình, họ có thể nóng nảy với mình, họ có thể là gì ạ, gây tổn thương cho mình, họ có thể là gì ạ, vị kỷ rất là cá nhân, họ có thể không hiểu mình. Nhưng nếu mà mình dùng cái phần con mình đối đãi lại với họ thì mình cũng không khác gì họ cả, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ, mình hãy kiểm soát cái cảm xúc của mình để mà gì ạ, để mà đối xử với họ theo cái phần gì ạ, phần người. Cái phần người là cái phần mà mong muốn giúp họ chứ không phải nó muốn hại họ đấy. Thì chỉ khi nào mình vị tha bao dung, mình vị chủng là vì người khác, đúng không ạ, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng là gì ạ, chấp nhận cái sự khác biệt của người khác, thì khi đó chúng ta sẽ gì ạ, sẽ có sự ảnh hưởng rất lớn đến cho gì ạ, đến cho mọi người. Và khi chúng ta có ảnh hưởng đến cho mọi người thì cái việc kinh doanh hay cái việc mà xây dựng đội nhóm hay bất kể một cái công việc gì của chúng ta ấy, nó sẽ dễ dàng thành công hơn, đúng không ạ? Và để làm việc đó thì chúng ta phải sống bằng cái phần người, chúng ta không thể sống bằng phần con được đấy. Thì như vậy là gì ạ, chúng ta phải có phần human, tức là phần con người trong trong cái phần lãnh đạo của mình. Và chúng ta gì ạ, lãnh đạo bằng sự làm gương tức là mình sống như nào ấy thì mình thể hiện ra như vậy, chứ không phải là mình gì ạ, mình giả tạo ấy, anh chị em nhé. Mình không có giả tạo, mình phải sống thật với bản thân mình đấy. Cái phần human ở đây cũng có ý nghĩa, đó là gì ạ, chúng ta phải sống thật. Chứ còn chúng ta mà sống hai mặt, chúng ta ở phía trước mặt một người chúng ta nói khác, phía sau lưng chúng ta nói khác, thì đó không phải là một nhà lãnh đạo mà xuất chúng. Đã là một nhà lãnh đạo tài năng, một nhà lãnh đạo giỏi thì chúng ta cần phải có cái sự là gì ạ, cần có sự nhất quán đấy, sự nhất quán thống nhất và gì ạ, phải làm gương đấy. Ví dụ như là chúng ta muốn cho đội nhóm chúng ta vào học Zoom buổi sáng thì chúng ta phải là người vào học. Nếu mà chúng ta muốn đội nhóm của chúng ta có một cái kỹ năng gì đó thì việc đầu tiên là chúng ta phải sẵn sàng học cái kỹ năng đó, ngay cả khi chúng ta không biết. Ngay cả khi chúng ta không biết cái kỹ năng đó, chúng ta cũng phải xông vào chúng ta học. Ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng là mình không có tài năng để học cái phần đấy. Ví dụ như này,
Ví dụ Huy không phải là người giỏi chạy bộ, Huy là cái người gì ạ? Huy là cái người rất là lười chạy bộ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì Huy là cái người người bệnh, Huy bị thoát vị đĩa đệm 17 năm. Cho nên là gì ạ? Bác sĩ nói rằng là không được chạy bộ. Nhưng mà bởi vì Huy muốn đội nhóm mình có cái gì ạ? Có cái sức khỏe tốt. Cho nên Huy sẵn sàng lao mình vào cái bộ môn chạy bộ để làm gì ạ? Để mà mình làm gương cho anh chị em. Đấy, mình cũng tham gia chạy bộ, mình cũng có huy chương 42 km. Đấy, ngay cả khi mà gì ạ? Ngay cả khi mình bị thoát vị đĩa đệm. Thế thì mình bị thoát vị đĩa đệm với một cái cân nặng nó gì ạ? Nó bị thừa cân. Đấy, và không có tập luyện gì, không có tập luyện nhiều nhé, không có thời gian tập luyện nhiều. Vậy mà gì ạ? Vẫn có thể hoàn thành được 42 km. Như vậy là nếu mà anh em trong đội nhóm ấy, họ có thể nhìn thấy cái tấm gương của mình để họ phấn đấu, để họ thay đổi, để họ trở thành con người tốt đẹp hơn của chính họ, thì đó là điều tuyệt vời, có phải không ạ? Cho nên chúng ta hãy làm gương để cho đội nhóm của chúng ta muốn đội nhóm chúng ta có một cái năng lực gì, có một cái tố chất gì, có một cái phẩm chất gì, thì chúng ta phải có cái phẩm chất đó. Ví dụ như này, chúng ta muốn đội nhóm chúng ta cống hiến thì chúng ta phải là người cống hiến. Chúng ta muốn đội nhóm của chúng ta là người yêu thương thì chúng ta phải là người yêu thương. Chúng ta muốn đội nhóm của chúng ta là cái người biết ơn thì chính chúng ta cũng phải là người biết ơn. Đúng không ạ? Đấy, thì đó là lãnh đạo bằng sự làm gương. Ok không ạ? Đấy, tiếp theo, đấy, chúng ta đã là con người, chúng ta đã là gì ạ? Là cái người mà bao dung vị tha và gì ạ? Và đối xử với nhau ở phần người. Thì có một cái phần rất quan trọng đó là lắng nghe. Đấy, cái từ thứ hai ra hear là nghe, nghe ngóng hay là lắng nghe. Đấy, thì cái sự nghe ấy, cái sự nghe ấy, nó là một cái gì đó rất là thú vị. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đang nghe nhưng mà chúng ta thực sự là chúng ta chưa nghe. Chúng ta nghe nhưng mà chúng ta không có gì, không có thấu cả. Thì sao? Thì nó vẫn chưa phải là nghe. Thế thì làm sao để mà chúng ta nghe được một cách tốt nhất? Đấy, tại sao lại là từ lắng nghe? Đấy, tức là mình phải lắng xuống, mình phải lắng cái tâm của mình xuống, bỏ đi cái tôi, phải lắng được cái tôi thì mới nghe được thật lòng. Đấy, cho nên là lắng nghe, tại sao nó phải lắng nghe, nó phải gì ạ? Nó phải thật là yên tĩnh thì mình mới nghe được. Thế thì cái sự tĩnh ấy, là cái tâm mình nó phải tĩnh thì mình mới nghe nó mới gì ạ? Là sự thấu hiểu hay là gọi là thấu cảm. Huy hay dùng cái từ thấu cảm, nghe lãnh đạo bằng sự thấu hiểu, nghe bằng sự thấu cảm. Thế thì làm thế nào mình có thể nghe được đúng? Thì cái từ nghe, cái từ thính ở trong cái gì ạ? Trong cái tiếng Hán ấy, cái từ thính ấy, nó được cấu tạo từ 6 cái bộ khác nhau, từ 6 cái bộ chữ khác nhau. Cái bộ thứ nhất là bộ nhĩ, nghe bằng tai. Tất nhiên là mình phải nghe bằng tai rồi, đúng không ạ? Mình nghe bằng tai. Nhưng mà gì ạ? Không chỉ nghe bằng tai, mình còn nghe bằng gì ạ? Nghe bằng mắt nữa. Bây giờ nha, bây giờ một người nói, một người sao ạ? Quay mẹ đi. À, anh nói đi, em cứ nghe đi. Anh nói đi, em cứ nghe đi. Anh nói đi, em cứ nghe đi. Nói đi, nói đi. Thế làm sao? Mình cảm thấy là mình không được tôn trọng, mình cảm thấy không vui lắm. Cho nên làm sao? Mình có thể là mình sẽ không nói được nữa. Mình mất hứng ấy, không nói được. Đúng không ạ? Cho nên là mình không chỉ nghe bằng tai mà mình còn nghe bằng mắt nữa anh chị em ạ. Đấy. Mà mình cái ánh mắt của mình rất quan trọng. Nếu mà ánh mắt của mình nhìn thẳng vào ánh mắt của họ. Đấy, giống như này này. Đấy. Mình nhìn thẳng thì người ta sẽ có xu hướng người ta nói thật. Còn nếu như mà mình không nhìn thẳng thì có xu hướng người ta sẽ không nói thật. Và cái người mà nghe của mình ấy mà họ đảo mắt lung tung này. Đấy. Rồi họ nhìn đi chỗ khác thì chứng tỏ họ cũng đang không lắng nghe. Đấy, họ không gì ạ? Họ không nghe một cách thật lòng. Đấy. Cho nên là chúng ta nghe bằng tai và nghe bằng mắt. Khi mà chúng ta lắng nghe rồi ấy, thì chúng ta phải coi cái người nghe nó giống như một quân vương. Cho nên nó có chữ gì ạ? Nó có cái bộ vương, bộ vua ở trong cái gì ạ? Trong cái chữ nghe. Đấy. Như vậy là gì ạ? Chúng ta tưởng tượng như này. Nếu như mà chúng ta nói chuyện với cả cái người bạn rất là bình thường, thậm chí là một cái người mà cấp dưới của chúng ta, hoặc là những cái người mà chúng ta thấy rằng là không quan trọng lắm, thì có thể là chúng ta nghe một cách hời hợt,
nghe nhưng mà vẫn nghĩ việc khác, nghe nhưng mà nhìn việc khác, vừa nghe vừa vừa nghịch điện thoại. Nói đi, đang nghịch điện thoại ví dụ thế. Nhưng mà điều tưởng tượng này, điều gì diễn ra nếu như mà chúng ta được nói chuyện với cả một vị quân vương hoặc là một cái vị gọi là lãnh đạo rất lớn, ví dụ như là chúng ta nói chuyện với Bác Hồ chẳng hạn. Nếu mà rất tuyệt vời, 500 anh em nếu như mà chúng ta được Bác Hồ ngồi bên cạnh nói chuyện thì chúng ta có gì ạ? Có lắng nghe không ạ? Chúng ta có lắng nghe không ạ? Đúng không ạ? Hoặc là gì ạ? Hoặc là chúng ta được may mắn được ngồi ăn tối với cả Tổng thống Donald Trump hoặc là với Obama, đấy, với Bill Gates, đấy, với cả gì ạ? Jack Ma, thì chúng ta có lắng nghe họ nói không ạ? Rõ ràng là có đúng không ạ? Như vậy là đây là cái sự tôn trọng anh chị em ạ. Đây là sự tôn trọng. Chúng ta tôn trọng họ giống như một vị vua thì khi đó chúng ta sẽ lắng nghe một cách được gì ạ? Thật lòng. Tiếp theo nữa, đó là chữ nhất. Cái bộ nhất ở trong cái bộ nghe này thì đó là gì ạ? Là mỗi một thời điểm chỉ làm có một việc thôi. Như vậy là cái thời điểm mà chúng ta gì ạ? Chúng ta lắng nghe thì chúng ta chỉ có dùng cái đầu óc của chúng ta để lắng nghe thôi. Rất nhiều anh chị em là gì ạ? Khi mà nghe thì cái đầu của mình ấy, nó hoạt động và nó bảo là nó sẽ nghĩ như này này. À, đợi thằng đấy nó nói xong thì mình sẽ nói cái phần của mình. Và có nhiều người mà bận rộn nghĩ về cái suy nghĩ của mình nhiều đến mức mà chưa kịp lắng nghe cái phần gì ạ? Cái phần chia sẻ của người khác thì đã nhảy vào để nói cái phần của mình rồi. Quá vội vã để nói cái phần của mình mà quên mất là cái nhiệm vụ của mình đó là gì ạ? Là chỉ đơn giản là lắng nghe thôi. Có nhiều người ấy, có một câu chuyện như này. Có một cái vị tổng thống ở Mỹ khi mà ông ta gặp một cái vấn đề trong gì ạ? Trong cái việc mà chính 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 trường chính trị. Và khi đó thì có một cái người bạn cũ ở ở quê hương, họ họ đến Nhà Trắng họ chơi. Họ họ lên thăm, thăm coi như là thăm một cái người bạn thôi. Thì cái ông tổng thống này ấy, ông bắt đầu ông ngồi ông giãi bày tâm sự, ông nói rất nhiều, ông nói về tình hình chính trị, ông nói về khó khăn, ông nói về những cái vướng mắc của ông ấy. Còn cái người bạn kia, cái người bạn cũ kia, họ chỉ ngồi họ lắng nghe thôi. Họ không làm gì cả, họ không nói gì cả. Đến cuối cùng khi mà cái người bạn ra về thì ông tổng thống bắt tay cảm ơn cái người bạn đó, nói rằng là gì ạ? À, cảm ơn bạn vì tôi đã có một chúng ta đã có một cái cuộc nói chuyện rất là tuyệt vời, cuộc nói chuyện mà giúp cho tôi tìm ra được cái ý tưởng để mà gì ạ? Để giải quyết được cái vấn đề khó khăn trong cái việc quản lý quốc gia của mình. Thì cái người bạn kia nó ơ tôi có nói gì đâu. Và vâng, đúng rồi, chính vì anh không nói gì cho nên là gì ạ? Là tôi mới tìm ra được cái giải pháp của mình. Đấy. Và có nhiều người ấy, trong một cái cuộc hội thoại đôi khi mình không nói gì nhưng mà mình vẫn được khen là cái người giao tiếp tốt, đúng không ạ? Không cần phải nói gì vẫn được khen là giao tiếp tốt. Việc của chúng ta đó là gì ạ? Ok, thế này anh nói tiếp đi. Tức là gì ạ? Mình khuyến khích cho họ nói về họ, mình khuyến khích cho họ nói về họ và thực sự ngồi lắng nghe để mà gì ạ? Đồng cảm với cái cảm xúc của họ. Đấy. Thế thì trong cái này ấy, nó có phần bộ 10, tức là bộ thập, tức là bộ 10. Đấy. Bộ 10 tức là sao ạ? Đấy. Tức là khi mà chúng ta lắng nghe thì 100% là chúng ta nhập tâm vào cái câu chuyện. Chúng ta nhập tâm vào trong cái câu chuyện của gì ạ? Của cái người chia sẻ đấy. Nhập tâm vào, chúng ta tưởng tượng ra cái gì ạ? Cái câu chuyện hay là cái hình ảnh mà cái người mà đang chia sẻ muốn nói. Đấy. Ví dụ ngay bây giờ có rất nhiều anh chị em đang không có nhập tâm, không có dành 100%. Đấy, không có dành 10 phần ở Trung Quốc ấy, nó là gì ạ? 10 phần, bao giờ nó cũng có gì ạ? Có 10 phần, 10 phần tức là gì ạ? 100% ạ. Thì mình dành cả 10 phần năng lượng cái sự tập trung của mình để mà gì ạ? Để mà đặt vào cái trong cái câu chuyện của cái người chia sẻ. Ví dụ như là chúng ta gì ạ? Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta biết rồi. Cho nên là chúng ta gì ạ? À, chúng ta cái mức độ chú ý của chúng ta ấy, là chỉ có 1-2% thôi. Thì khi đó chúng ta sẽ không nhận được cái kiến thức cũng không nhận được cái thông điệp nào cả. Nhưng mà khi mà chúng ta bỏ cái tôi của mình đi mà chúng ta gì ạ? Chúng ta nói rằng là tôi sẽ tập trung 100%, mình thực sự là gì ạ? Là tôn trọng họ, thực sự là quan tâm đến họ
và dành 100% cái năng lượng cũng như là cái khả năng của mình, cái sự tập trung của mình để mà gì ạ? Để mà hướng vào cái câu chuyện của người khác. Và cái bộ cuối cùng đó là bộ tâm, tức là gì ạ? Mình phải nghe bằng cả trái tim. Nghe bằng cả trái tim tức là sao ạ? Là chúng ta phải đồng cảm với cái câu chuyện của họ. Có nhiều người họ kể câu chuyện buồn mà mình thì sao? Mình cứ cợt nhả, mình cứ gì ạ? Mình cứ trêu chọc họ, hoặc là mình gì ạ? Họ đang cần cái sự đồng cảm thì mình lại chê cười họ. Đấy. Cười cợt ở trên cái nỗi đau của họ. Thì đó là cái người nghe nhưng mà không có tâm. Có những người họ muốn giải bày cái nỗi buồn của họ, nhưng mà mình thì sao? Mình lại cứ cười cợt, mình vẫn cứ hài hước. Mà mình lại cứ muốn là không khí nó không căng thẳng kiểu này thì kia. Thế cho nên là mình lại cứ làm cho họ cảm thấy mất mất hứng. Đó. Cho nên là chúng ta phải lắng nghe bằng cái tâm. Đấy. Thì thính là nghe hiểu thấu thông. Đấy. Nắm tròn 10 thấy sinh tồn nhất tâm. Đấy, như vậy là gì ạ? Là chúng ta thấy rằng là cái việc nghe nó cũng rất là khó chứ không phải đơn giản một chút nào. Để mà trở thành một nhà lãnh đạo mà có thể lắng nghe được, có thể thấu hiểu được. Đấy, thì chúng ta không nên vội vàng, không nên quá là gì ạ? Bộc trộm, mà chúng ta phải lắng cái tôi của mình xuống để nghe được những cái thông tin ở xung quanh. Bởi vì có nhiều người bên dưới họ sợ chúng ta, họ không dám nói với chúng ta. Bởi vì chưa nói xong là chúng ta đã gì ạ? Chúng ta đã gạt đi rồi. Chưa nói xong là chúng ta đã gì ạ? Đã trả lời xong rồi. Đấy. Thì đôi khi chúng ta quá nóng vội, quá mạnh mẽ, quá để cái tôi của mình nó cao quá. Cho nên là gì ạ? Cho nên là chúng ta không nghe được người khác. Nếu như mà trong ngày hôm nay, trong cái buổi Zoom ngày hôm nay mà chúng ta nắm bắt được cái điều này thì anh chị em sẽ học được rất là nhiều điều, và cũng như là gì ạ, là chúng ta sẽ có cái gọi là cái sự đồng cảm với những người khác. Và khi mà chúng ta lắng nghe, chúng ta đồng cảm, chúng ta cũng đã gì ạ, cũng đang tạo ảnh hưởng đến người khác rồi. Không nhất thiết là chúng ta cứ phải nói thì mới tạo ảnh hưởng đâu anh chị em ạ. Nhiều khi nghe cũng tạo ảnh hưởng. Đấy, rất là hay. Ok, thế thì đó là cái phần thứ hai. Và tiếp theo, đó là cái phần thứ ba. Cái chữ H thứ ba, đó là gì ạ? Helpful, tức là chúng ta phải trở thành một nhà lãnh đạo phải có ích. Đấy. Chúng ta phải trở thành người có ích. Có ích gì ạ? Có ích với là gì ạ? Với đội nhóm của mình. Đấy. Thế thì chúng ta không cố gắng thành công mà chúng ta cố gắng trở thành người mà người khác muốn làm việc cùng. Đấy. Thì chỉ khi nào chúng ta có ích thì người khác mới muốn làm việc cùng với chúng ta, có đúng không ạ? Nếu mà chúng ta chẳng có một cái giá trị gì thì người khác họ sẽ không thích làm việc với chúng ta. Họ sẽ không nghe, họ cũng không nhờ chúng ta nữa. Chúng ta để ý này, nếu như mà chúng ta là một lãnh đạo mà không có ai mà muốn nhờ chúng ta ấy, thì đó là vấn đề. Không có ai muốn là gì ạ? Muốn chúng ta giúp đỡ ấy, thì đấy chính là vấn đề. Đấy. Thì chúng ta phải trở thành người mà người khác thích làm việc với cùng. Và lãnh đạo giỏi là người mà người khác có thể yên tâm khi họ đi cùng chúng ta. Như vậy là gì ạ? Chúng ta phải có cái sự là gì ạ? Sự chắc chắn, sự ổn định, và chúng ta sẵn sàng hỗ trợ, sẵn sàng cống hiến. Đấy. Và cái quan trọng nhất này, lãnh đạo không phải người làm tất cả mọi việc, mà lãnh đạo làm những cái việc mà người khác không làm được. Cho nên cái việc gì mà mọi người không làm ấy, không làm được, cái việc khó ấy, là chúng ta lao vào chúng ta làm. Cái việc gì mà mọi người thấy khó không làm được thì việc của chúng ta đó là gì? Lao vào chúng ta làm. Đúng không ạ? Và ở đây chúng ta lãnh đạo bằng sự hiệu quả. Tức là sao ạ? Chúng ta phải có những cái kết quả. Đấy, chúng ta phải có những cái gì ạ? Có những cái kỹ năng mà người khác không có. Chúng ta có những cái thông tin mà người khác không có. Đó. Chúng ta có những cái kết nối mà người khác không có. Chúng ta có những cái tài năng hay là những cái kỹ năng mà người khác không có. Có những cái thứ gì mà mọi người đều có thể làm được thì chúng ta gì ạ? Chúng ta chuyển giao xuống cho bên dưới. Thời gian đầu khi mà chưa có ai làm được thì chúng ta nhảy vào chúng ta làm. Khi mà chúng ta làm được rồi thì chúng ta gì ạ? Chúng ta chuyển giao lại cho người khác.
và giúp cho người khác làm. Và khi mọi người đều làm được rồi thì lúc đó chúng ta rút ra, chúng ta không làm nữa. Chúng ta không làm cái việc mà tất cả mọi người đều đã và đang làm được, mà chúng ta chỉ làm những cái việc mà người khác không làm được. Đấy. Và chúng ta chuyển giao từ cái việc khó mà không nhiều người làm được đó, chúng ta chuyển giao dần cho người khác. Như vậy là gì ạ? Khi mà chúng ta trở thành cái người, tức là có bao nhiêu thứ mà chúng ta làm được, chúng ta chuyển giao hết, thì chúng ta gì ạ? Chúng ta chẳng còn gì, đúng không ạ? Không, không phải như vậy đâu ạ. Chúng ta còn một cái thứ mà người khác vẫn không làm được. Đó là gì ạ? Đó là sự yêu thương, đó là sự cống hiến, đó là sự gì ạ? Sự bao dung, đó là sự gì ạ? Sự phát triển. Bởi vì khi mà chúng ta gây cái ảnh hưởng mà giúp đỡ những cái con người từ rất bình thường để giúp họ trở thành lãnh đạo, thì khi đó chúng ta đã gì ạ? Lên một cái tầng cao rất là mới rồi. Lúc đó chúng ta đã lên lãnh đạo cấp độ 5 rồi. Cho nên chúng ta không sợ rằng là chúng ta bị mất nghề. Chúng ta chuyển hết nghề đi, chuyển hết kiến thức đi thì chúng ta bị mất nghề. Không, đừng có sợ như vậy. Chúng ta có gì, chúng ta hãy chuyển đi hết đi. Thì khi đó chúng ta có một cái kỹ năng mà người khác không có. Đó là kỹ năng gì ạ? Kỹ năng giảng dạy, kỹ năng truyền đạt, kỹ năng ảnh hưởng. Kỹ năng quan trọng nhất của nhà lãnh đạo đó là kỹ năng ảnh hưởng, đúng không ạ? Và chúng ta truyền hết đi thì chúng ta lại có cái kỹ năng ảnh hưởng lớn hơn, đúng không ạ? Đấy, và kỹ năng lãnh đạo như thế này gì ạ? Lại tăng lên. Cho nên là gì ạ? Đừng sợ là chúng ta không còn gì để mà gì ạ? Mà làm cho người khác phải cần mình nữa, mà chúng ta sẽ liên tục phát triển bản thân. Chúng ta có kỹ năng học tập mà, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta tiếp tục phát triển bản thân đó. Và đó cũng là một cái gì ạ? Một cái áp lực của những người lãnh đạo. Nếu mà chúng ta không phát triển bản thân thì đến một lúc nào đó những cái người bên dưới chúng ta họ sẽ giỏi hơn chúng ta, họ sẽ tự học để mà gì ạ? Để mà vượt qua chúng ta về mặt mọi thứ, thì khi đó họ sẽ không cần chúng ta nữa, và khi đó chúng ta sẽ bị mất đi cái tầm ảnh hưởng của mình, mất đi cái kỹ năng lãnh đạo của mình, và khi đó thì chúng ta không còn gọi là có ích nữa, không ai nhờ chúng ta nữa, thì khi đó là chúng ta sẽ gặp vấn đề, bởi vì cái mức độ ảnh hưởng chúng ta sẽ bị giảm đi. Cho nên là gì ạ? Chúng ta lãnh đạo bằng sự hiệu quả, helpful, tức là chúng ta phải trở thành người có ích, làm được những việc mà người khác không làm được và tạo sự yên tâm cho người khác. Ok không ạ? Ok. Tiếp theo, cái phần thứ tư đó là gì ạ? Chúng ta lãnh đạo bằng trái tim yêu thương, một trái tim nhiệt huyết. Heart, tức là trái tim, đúng không ạ? Khi mà chúng ta yêu thương người khác, thậm chí là gì ạ? Yêu thương người khác như bản thân mình hay là gì ạ? Hay hơn bản thân mình, thì chúng ta sẽ có sự ảnh hưởng vô cùng lớn. Trong một cuốn sách mà Huy rất thích, cái cuốn sách nó thay đổi cuộc đời của Huy, đó là cuốn sách này. Đây, cuốn sách thay đổi cuộc đời của Huy. Cuốn sách Người Dám Cho Đi, cuốn sách rất là nhỏ. Trong cuốn sách này thì có một cái phần nói về cái sự ảnh hưởng, cái quy luật của sự ảnh hưởng. Đó là gì ạ? Ảnh hưởng của bạn được quyết định bởi mức độ mà bạn đặt quyền lợi của người khác lên trên quyền lợi của mình. Khi nào mà chúng ta sẵn sàng đặt quyền lợi của người khác lên trên quyền lợi của bản thân mình, thì khi đó chúng ta có một cái diện có sự ảnh hưởng lớn nhất. Nếu như mà chúng ta đặt quyền lợi của mình lên trên quyền lợi của người khác, tức là mình win, họ lose, tức là win, lose, tức là mình thắng, họ thua ấy, thì làm sao? Chúng ta không có sự ảnh hưởng đến họ, đúng không ạ? Còn khi nào mà chúng ta, bây giờ chúng ta hay nhắc đến là win-win, tức là 50-50, tôi thắng, anh cũng thắng, tức là hai bên cùng gì ạ? Cùng có lợi. Thì như vậy là chúng ta gì ạ? Vẫn đang là một cái đối tác làm ăn với nhau, tức là có một chút giá trị với nhau. Nhưng mà để mà chúng ta có sự ảnh hưởng lớn lao đến cho người khác, thì mình sẵn sàng lose, tức là sẵn sàng nhận thua để cho người khác thắng, để cho họ win. Tức là mình lose, họ win. Ví dụ như này, là trong cái cuộc tranh luận cãi nhau, thậm chí là gì ạ? Họ sai, mình đúng, nhưng mình sẵn sàng cho họ là đúng, mình sai. Thì khi đó mình có sự ảnh hưởng đến với họ. Như nói ví dụ như này, trong gia đình chẳng hạn, khi mà mình chơi những cái trò chơi với cả con mình,
mình rõ ràng mình có khả năng chiến thắng, nhưng mà mình sao ạ, mình giả vờ, tức là mình hạ cái mình của mình xuống, mình thua để cho con mình thắng đấy, chơi một cái trò chơi gì đấy thì tất nhiên là mình có khả năng chiến thắng cao hơn, đúng không ạ? Nhưng mình sẵn sàng hạ cái tôi của mình xuống để cho con mình nó thắng, thì mình chấp nhận thua để cho con mình thắng, thì nó sao, nó rất là vui và nó rất thích chơi với mình, đúng không ạ? Còn nếu như mà chúng ta gì ạ, lúc nào chúng ta cũng gì ạ, cũng chiến thắng, rõ ràng chúng ta chiến thắng là đúng, không có sai, nhưng mà gì ạ, nhưng mà nó không thích chơi với mình nữa đấy, và khi đó mình nói nó không nghe nữa đấy, vì nó dỗi mình, nó giận mình, thì khi đó chúng ta mất cái sự ảnh hưởng, mất sự kết nối với nó, đúng không ạ? Trong gia đình cũng vậy, giữa người vợ và người chồng, hai người tranh luận với nhau đấy, thì nếu mà chúng ta là nhà lãnh đạo thì chúng ta sẽ gì ạ, sẽ hạ cái tôi của mình xuống cho vợ mình thắng, đúng không ạ? Nếu mà tranh luận với nhau, ôi, cho thắng, mình thua cũng được, không sao cả, đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta muốn lãnh đạo đội nhóm của mình cũng tương tự như vậy, trong cái cuộc tranh luận hoặc là cái có những cái gì đó xung đột, thì chúng ta sẵn sàng là gì ạ, sẵn sàng nhường cho họ thắng, ok không ạ? Nhường cho họ thắng, chúng ta sẵn sàng thua, kể cả chúng ta biết 10-10 là mình đúng, mình biết 10-10 là họ sai, nhưng mà mình gì ạ, mình cũng không bóc phốt họ, mình cũng không gì ạ, truy cứu họ, truy cứu đến cùng ấy, là bắt họ phải gì ạ, phải xin lỗi mình, bắt họ phải gì ạ, phải nhận ra lỗi của họ để mà gì ạ, để mà xin lỗi mình. Nếu mình thực sự mong muốn giúp đỡ họ thì mình né này, mình cho họ thắng đi, xong lúc nào mà thân tình, lúc nào mà vui vẻ, mình vỗ vai mình nói, mình bảo này là anh muốn chia sẻ với em điều này, đó là nếu mà chúng ta cùng nhau cố gắng phấn đấu vì cái mục tiêu chung, và anh cũng rất là mong muốn giúp đỡ em, có đúng không ạ? Và anh cũng rất là muốn em phát triển đó, cho nên là anh mong muốn là em sẽ có cái tư duy như này, sẽ có cái sự sửa đổi như này, bởi vì trước đây là mình có những cái thứ mà mình làm nó chưa đúng ấy, thì có thể là mình sẽ thay đổi. Đấy, thì mình thay vì là mình góp ý ngay lúc mà họ đang nóng ấy, họ đang sử dụng cái phần con với mình ấy, họ đang sồn 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 lên, họ đang nóng, họ đang mắng chửi mình, hoặc là họ đang căng thẳng ấy, thì mình kệ cho họ thắng đi, ok không ạ? Sau đó mình là gì ạ, mình nhẹ nhàng khi nào, lúc nào vui vẻ, khi mà họ đã gì ạ, họ đã bỏ cái phần con của mình, họ quay trở lại cái phần người rồi đấy, họ đang dùng cái phần người, thì lúc đó mình sử dụng cái phần người của mình để mình gì ạ, mình nói chuyện với họ đó, thì đó là lãnh đạo bằng sự yêu thương, anh chị em ạ. Mình phải có một cái tấm lòng yêu thương bao la, mình sẵn sàng bao dung tha lỗi cho những cái lỗi lầm của người khác, cho những cái khó khăn, những cái vướng mắc, những cái sai lầm của người khác, và chúng ta luôn luôn tâm niệm rằng ấy là người khác đang làm tốt nhất trong cái khả năng của họ. Anh chị em ghi xuống câu này rất quan trọng, họ đang làm tốt nhất trong khả năng của họ, đúng không ạ? Họ đang làm tốt nhất trong cái khả năng của họ rồi, đừng có đòi hỏi họ thêm nữa. Tất nhiên chúng ta nên đòi hỏi họ phát triển để họ làm tốt hơn chính bản thân họ, nhưng mà hiện nay họ đang làm tốt nhất rồi, và tất nhiên mình sẽ hỏi này, em còn có thể làm tốt hơn hay không? Tức là họ mắc lỗi nhé, và mình khen rằng là gì ạ, chúc mừng em vì em đã đạt những thành quả này, thành quả kia, và em đã rất là cố gắng, rất là nỗ lực, tức là mình khen về cái nỗ lực của họ, đúng không ạ? Sau đó mình hỏi là theo em thì em có thể làm tốt hơn hay không? Đấy, ví dụ như là con trai Huy nó vẽ một cái bức tranh, thì tất nhiên là trẻ con nó vẽ nó không được đẹp lắm, thế thì đầu tiên là mình phải khen, và ô con đã rất nỗ lực, rất cố gắng và bức tranh rất là tuyệt vời, thì theo con là con có thể vẽ được tốt hơn ở lần sau không? Thế nó bảo là được quá, thế là lần sau nó lại kỳ cụ nó vẽ đấy, tức là nó phải có cảm hứng để nó gì ạ, nó tiếp tục nó vẽ, chứ còn mình bảo ui vẽ tranh như vẽ xấu này, thôi đừng vẽ nữa, thế là sau từ đấy trở về sau là gì ạ, nó không bao giờ nó vẽ tranh nữa, thế nó mất luôn đi cả một cái gì ạ, một cái thú vui, một cái gì ạ, một cái trò chơi để nó rèn luyện cái trí não của mình, cái việc vẽ tranh nó rèn luyện cái óc tưởng tượng rất tốt, anh chị em ạ. Đấy, hoặc là một cái người nào trong đội nhóm của mình, khi họ làm một công việc, họ nói một câu gì nó không đúng ý mình, nó gì ạ, nó sai đấy, thì việc của mình đó là mình hỏi là em đã là cái người mà rất là cố gắng, rất là nỗ lực, và anh nhìn thấy cái sự cố gắng của em đó,
Và cái ngày hôm nay ấy, đó là gì ạ? Là em có một cái câu nói, một cái chia sẻ mà có thể là đã chưa được gọi là hoàn hảo lắm. Thì theo em có thể nói được cái câu nào mà nó khiến cho người khác vui hơn không? Bởi vì chúng ta là gì ạ? Chúng ta không cố gắng thành công mà chúng ta cố gắng là gì ạ? Trở thành người mà người khác thích làm việc cùng mà, đúng không ạ? Thế thì mình có thể là gì ạ? Nói cái cách nào đấy, mình có thể chia sẻ cách nào đấy mà nó cuốn hút hơn, nó dễ dàng hơn cho người khác có thể nghe hay không, đúng không ạ? Đấy, thế thì đó là cái việc mà chúng ta gì ạ? Chúng ta yêu thương họ thì chúng ta sẽ giúp đỡ họ ở cái phần sau. Chúng ta không đối chọi trực tiếp với họ, không dùng cái phần con của mình để đối chọi phần con của họ, mà sử dụng cái phần người của mình để đối chọi phần người của họ. Đấy. Cho nên là chúng ta hãy sử dụng trái tim yêu thương nhiệt huyết, luôn luôn giúp đỡ người khác, luôn luôn giúp đỡ, luôn luôn mong muốn cho cái thành viên đội nhóm của chúng ta phát triển, đi lên. Thì đó là gì ạ? Đó là chúng ta lãnh đạo bằng trái tim, đúng không ạ? Thế là không không dùng cái tôi của mình, không dùng cái tao của mình, mà dùng cái gì ạ? Dùng con tim của mình để gì ạ? Để lãnh đạo. Ok không ạ? Rồi, tiếp theo. Đó là gì ạ? Là home, nó là gia đình. Chúng ta cố gắng, chúng ta phấn đấu vì điều gì ạ? Đa phần mọi người phấn đấu vì muốn mong muốn gia đình của mình có cuộc sống tốt đẹp hơn, vì muốn bản thân mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, muốn con cái của mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, muốn bố mẹ mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, có đúng không ạ? Đó là cái động lực rất lớn và rất là tinh khiết, rất là tốt của các nhà lãnh đạo. Nhà lãnh đạo nào mà không có cái gì ạ? Không có cái nền tảng về gia đình thì chúng ta cứ để ý mà xem. Họ rất là khắc nghiệt, họ rất là khó khăn, họ rất là gì ạ, căng thẳng, họ rất là mệt mỏi, họ rất là gì ạ, họ họ đòi hỏi chúng ta phải thế này phải thế kia, và họ gì ạ, họ gây ra những cái áp lực rất là gì ạ, rất là không cần thiết. Áp lực là gì ạ, cần thiết nha, nhưng mà có những cái thứ áp lực mang tính chất tiêu cực anh chị em ạ. Chúng ta phải hiểu rõ cái áp lực, áp lực nó mang tính chất tích cực để người ta đi lên hay là tiêu cực để người ta đi xuống, hai cái nó khác nhau hoàn toàn đó, đúng không ạ? Và chúng ta hãy coi những cái đội nhóm anh em của mình ấy, anh chị em của mình ấy, nó giống như người thân trong gia đình ấy. Giống như mỗi một lần mà Huy lên sóng, Huy chia sẻ với anh chị em trong cái gì ạ, trong cái phòng Zoom này, thì Huy đều xưng hô là Huy với anh chị em, thì giống như là Huy đang nói chuyện với một cái gia đình lớn của mình. Đấy. Bao nhiêu anh chị em trong cái phòng Zoom ngày hôm nay mong muốn cũng như là coi Huy giống như là cái người bạn, giống như một cái người thân trong gia đình của mình, để mà mình gì ạ, để mình hỗ trợ giúp đỡ nhau, lắng nghe nhau, để mà mình bảo vệ nhau, mình ủng hộ nhau ạ. Bao nhiêu anh chị em coi Huy là một cái người mà một cái người thân, một cái người nhà, một cái người bạn, một cái người có thể là gì ạ, là giúp đỡ mình trong một cái giai đoạn nào đó, và có thể là mình cũng giúp đỡ người Huy trong một cái giai đoạn nào đó. Đấy, ok, cảm ơn anh chị em. Đấy, rất là tuyệt vời. Khi mà chúng ta coi nhau như một gia đình ấy, thì chúng ta mới yêu thương nhau, mới bao dung, mới giúp đỡ nhau, sẵn sàng hỗ trợ nhau, thay vì là chúng ta lại dựa vùi dập nhau. Bởi vì có thể trong cả 2 năm trời mà Huy cống hiến thì cũng có thể có một lúc nào đó mình sơ sót, mình nói câu nào đó nó không có hài lòng một anh chị em nào đó. Đấy, thì Huy mong muốn là anh chị em đối xử với Huy với một cái tấm lòng bao dung, tha thứ cho Huy để gì ạ? Để Huy được gì ạ? Tiếp tục cống hiến, đúng không ạ? Chứ còn nếu như mà chúng ta mà chấp nhau, tức là mẹ nói câu đấy không đáng, không nên nói câu đấy, để ăn mấy cả nói vô duyên thế này kia, ví dụ thế, thì hoặc là nói sai, có thể có những lúc mình sai, con người thì nó không hoàn hảo mà, đúng không ạ? Chúng ta không hoàn hảo cho nên chúng ta cũng không thể nào yêu cầu người khác nó phải hoàn hảo được, đúng không ạ? Đến tận Chúa Giêsu cũng không hoàn hảo, đến cả gì ạ, cả Đức Phật cũng không hoàn hảo. Bởi vì sao ạ? Đến Đức Phật giỏi như vậy nhưng mà có phải là cả thế giới theo Đức Phật đâu. Chúa Giêsu tốt như vậy nhưng có phải cả thế giới đều theo Chúa Giêsu đâu, đúng không ạ? Và có những người rất là giỏi giống như Bác Hồ, thì vẫn có những cái người mà sao ạ, họ 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 gọi là phản động, họ đối nghịch ấy. Tức là có nhiều fan thì có nhiều anti fan, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta hãy đối xử với nhau giống như một cái gia đình lớn, và chúng ta hãy hãy lãnh đạo bằng sự hạnh phúc. Chúng ta mong muốn người khác hạnh phúc thì việc đầu tiên là chúng ta phải hạnh phúc. Người ta mong muốn giúp người khác hướng đến sự hạnh phúc thì chúng ta
phải hướng đến sự hạnh phúc và chúng ta phải là người hạnh phúc. Và cái hạnh phúc ấy đầu tiên nó phải là gì ạ? Nó phải sự xuất phát từ trong cái tâm của mình. Đúng không ạ? Đấy. Cái sự hạnh phúc nó đến từ tâm của mình. Tức là gì ạ? Ngay cả khi cái cuộc sống nó không có đối xử với chúng ta một cách là gì ạ? Một cách công bằng. Ngay cả khi người khác không đối xử với chúng ta một cách đúng như những gì chúng ta muốn, thì chúng ta vẫn hạnh phúc. Và nếu như mà cuộc sống đối xử với chúng ta một cách công bằng, nếu như người khác đối xử với chúng ta một cách giống đúng như chúng ta muốn, thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Đúng không ạ? Nếu mà chúng ta có vợ, có chồng, có cha, có mẹ, có con, thì chúng ta hạnh phúc hơn. Còn nếu mà chúng ta không có, thì chúng ta vẫn hạnh phúc. Đúng không ạ? Chúng ta vẫn hạnh phúc. Hạnh phúc bởi vì hạnh phúc nó là một cái sự lựa chọn, anh chị em ạ. Nó không phải là cái kết quả. Nó không phải là điều kiện. Có nhiều người nói rằng là tôi phải giàu có thì tôi mới hạnh phúc. Tôi phải có nhiều con cái tôi mới hạnh phúc. Tôi phải có vợ, có chồng. Và vợ tôi nó phải đối xử với tôi như này thì tôi mới hạnh phúc. Chồng tôi nó phải thế này thì tôi mới hạnh phúc. Đấy, có bao nhiêu anh chị em nghĩ rằng như vậy không ạ? Có nhiều người nghĩ rằng bố mẹ tôi phải giàu có. Bố mẹ phải cho tôi những cái điều kiện như thế này thế kia. Điều kiện về ăn học, điều kiện về công việc, điều kiện về kinh tế thì tôi mới hạnh phúc. Còn nếu mà bố mẹ không cho tôi cái điều đó thì tôi không hạnh phúc. Thì đó là gì ạ? Đó là không nên. Chúng ta lựa chọn cái sự hạnh phúc bởi vì chúng ta là con người hạnh phúc. Bất kể là người khác họ đối xử với chúng ta như thế nào thì chúng ta vẫn hạnh phúc. Kể cả họ đối xử, họ chửi chúng ta thì chúng ta vẫn hạnh phúc. Còn nếu mà họ khen chúng ta thì chúng ta làm sao ạ? Hạnh phúc hơn. Chúng ta sướng hơn. Còn họ không khen cũng không sao cả. Họ chửi cũng không sao cả. Đấy. Thì đó là cái gì ạ? Cái sự kiểm soát. Đó là cái gì ạ? Đó là sử dụng cái phần người của mình để mà chúng ta gì ạ? Chúng ta lãnh đạo. Và chúng ta muốn một tập thể hạnh phúc thì việc đầu tiên chúng ta phải hạnh phúc. Muốn tập thể vui vẻ, việc đầu tiên chúng ta vui vẻ. Chúng ta suốt ngày cau cọ, khó chịu thì làm sao mà tập thể chúng ta vui vẻ được? Có phải không ạ? Suốt ngày áp đặt, áp bức bóc lột thì làm sao cái tập thể chúng ta nó gọi là đoàn kết được? Có phải không ạ? Đấy, hạnh phúc là một sự lựa chọn. Hạnh phúc không bao giờ là một cái kết quả, là một cái điều kiện. Chúng ta cứ phải gây, phải có điều kiện thì mới hạnh phúc. Thì khi như đó là chúng ta đã không hạnh phúc rồi. Đúng không ạ? Cho nên Đức Phật nói là đời là bể khổ, nó là do chúng ta, bể khổ là do chúng ta. Chúng ta còn tham, còn sân, còn si. Cho nên là gì ạ? Chúng ta quên mất cái hạnh phúc nó đến từ bên trong của mình. Nó không phải bên ngoài. Chúng ta phải có cái này, chúng ta phải có xe đẹp, chúng ta phải có áo đẹp, chúng ta mới hạnh phúc. Chúng ta phải có điện thoại đẹp, chúng ta mới hạnh phúc. Chúng ta phải có nhà đẹp mới hạnh phúc. Chúng ta phải có vợ đẹp, chúng ta mới hạnh phúc. Ví dụ thế. Thì đấy không phải là gì ạ? Không phải hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ bên ngoài, nó là thứ gì ạ? Cái phù phiếm, nó sẽ quên qua đi rất là nhanh. Đấy. Cho nên là gì ạ? Đức Phật nói rồi, hạnh phúc đến là tại tâm, Phật là tại tâm. Cho nên là gì ạ? Cho nên là chúng ta buông bỏ bớt đi, tức là bỏ bớt tham sân si đi, thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Đấy. Cái chữ Phật ấy, đó là chữ nhân, thêm cái bộ Phật tức là bộ buông bỏ, thì chúng ta thành Phật. Nhân mà buông bỏ được thì thành Phật. Đó, đơn giản vậy thôi ạ. Chứ không Phật nó không có phải là cái gì, là một cái thực thể gì nó ghê gớm, nó cao siêu. Đấy. Chính bản thân mình cũng có thể thành Phật được nếu mà chúng ta học được cách buông bỏ đi những cái tham, những cái sân, những cái si của mình. Chứ không phải là buông bỏ bây giờ mình đang có tiền mình vứt hết tiền đi, không phải đâu. Đó là một cái phần rất là nhỏ thôi, mà bỏ cái quan trọng nhất là bỏ cái tham của mình. Khi mà mình tham cái tôi của mình ấy, cái tham cái tiền ấy, thì mình sẽ hại người khác để mình lấy tiền, đúng không ạ? Vì tiền mình mờ mắt, mình có thể làm bất chấp, làm mọi thứ, làm không có tâm, không có hậu, thì khi đó thì chúng ta sẽ mất đi cái sự ảnh hưởng của mình và mất đi cái khả năng tạo ra những cái giá trị lâu dài. Đó. Khi mà mình còn sân tức là hận ấy, mình còn bực bội, thì khi đó mình sẽ làm cho người khác gọi là cảm thấy đau đớn. Bởi vì khi mình sân hận ấy, thì mình sẽ tìm cách trả thù, đúng không ạ? Mình hận thù thì mình tìm cách trả thù, tức là ăn miếng trả miếng. Bây giờ thằng kia nói xấu mình một câu, họ chê mình một câu, mình lập tức là gì ạ? Nhả đạn,
mang mình bán lại luôn. Đấy, ví dụ ai trách mình một câu thì lập tức là mình sẽ dùng cái tôi của mình quay lại mình trả lại cho nó rồi. Đấy, thế thì đấy là cái sự sân. Đấy, rồi si, si là mình gì ạ? Mình mê muội, mình nghiện ngập, mình gì ạ? Mình mê một cái gì đó quá, mê tiền quá, mê công việc quá. Đấy, mê game quá, mê gái quá, mê thuốc quá, mê rượu quá thì đều không tốt, đúng không ạ? Thì sẽ không không khiến mình trở thành một cái tấm gương để mà mình có thể dẫn dắt người khác được. Đấy, cho nên mình buông bỏ đi thì mình sẽ hạnh phúc. Đó. Thế thì đó là cái gì ạ? Đấy là cái home ấy, cái gia đình ấy, đó là nơi mà mình trở về, cái hạnh phúc, cái gia đình ấy, nó là cái nơi mình trở về. Đấy. Thì cái từ hát cuối cùng này nó có thể là happy, đấy, nó có thể là home, nhưng mà mình thích cái dùng cái từ home hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nó mang cái tính chất nó êm đềm, nó đầm ấm. Và ngay cả khi mà gia đình mình nó chưa được giống như mình mong muốn thì cũng đừng buồn anh chị em ạ. Bởi vì sao ạ? Huy nói rồi, hạnh phúc nó sự lựa chọn. Hạnh phúc lựa chọn. Nếu mà anh chị em biết cái cuộc sống, cái gia đình của Huy ấy, thì về bản chất cái cuộc sống gia đình của Huy cũng rất là căng thẳng. Đó là gì ạ? Là có những cái việc mà mình muốn làm nhưng mà vợ mình nó cứ căng, nó gọi là ngăn cản. Đó, nhưng mà Huy không có để cái điều đó để mà gì ạ? Để mà mình sân hận hay là để mà mình trước đây thì cũng có nha. Trước đây là mình cũng bảo à, vì vợ cho nên là mình thế này thế kia, nhưng bây giờ mình đã vượt qua cái phần đấy rồi, mình đã giải giải thoát, giải quyết được cái phần đó rồi, và bây giờ mình không đổ lỗi cho vợ mình nữa. Đấy, mình không đổ lỗi cho bố mẹ, không đổ lỗi cho con mình nữa, mà mình nhận lỗi về mình, thì khi đó mình sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc. Kể cả là gì ạ? Kể cả là họ không hạnh phúc, kể cả người khác không hạnh phúc thì mình vẫn hạnh phúc, đúng không ạ? Mình không bị ảnh hưởng bởi người khác nữa. Rồi, đó là gì ạ? Đó là cái phần thứ năm, đó là cái phần gì ạ? Cái phần gia đình hay là cái phần hạnh phúc, cái chữ home, chữ H cuối cùng đó là gì ạ? Happy, tức là lãnh đạo bằng sự hạnh phúc, đúng không ạ? Ok, thế thì đây là cái lý thuyết mà Huy đúc kết ra trong cái quá trình làm việc, cái quá trình đào tạo của Huy. Nó anh chị em sẽ không tìm thấy bất kể một cái chia sẻ nào của một người khác về cái lý thuyết, về cái tư tưởng lãnh đạo 5H. Nếu có thì chỉ có của Huy thôi. Đấy, thì không dám nói là đào tạo hay là dạy dỗ hay là gì, chia sẻ gì cả. Nó chỉ là một cái gọi là một cái nhận định cá nhân. Cho nên nếu như anh chị em nào cảm thấy nó còn thiếu sót thì anh chị em có thể bổ sung cho Huy. Nếu anh chị em cảm thấy nó không đúng thì anh chị em có thể là gì ạ? Nhắn tin chia sẻ với Huy để mà gì ạ? Để giúp Huy có thể là hoàn thiện bản thân mình hơn. Đấy, để mà Huy có thể là cống hiến giúp đỡ anh chị em được nhiều hơn. Và rất là mong một ngày nào đó thì anh chị em chúng ta sẽ được gặp nhau. À, sẽ được ôm nhau một cái, sẽ được tâm tình chia sẻ với nhau à, với gần 600 anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay à, thì đó là cái điều vô cùng tuyệt vời. Và Huy rất là mong muốn được đi khắp các cái miền Tổ quốc để được gặp từng người, để được chia sẻ, để được giao lưu, để được làm quen, để được trở thành người bạn, người anh, người em cùng với tất cả anh chị em. Bao nhiêu anh chị em chúng ta muốn cái điều này à, muốn cũng muốn là gì ạ? Mình giao lưu với nhau, mình trở thành những người bạn của nhau, thì hãy comment xuống là tôi, đúng không ạ? Nếu mà có cơ hội mà chúng ta gặp nhau thì chúng ta hãy hãy gọi là trao cho nhau những cái tình cảm, những cái ánh mắt, những cái nụ cười, những cái bắt tay, những cái ôm thật là thắm thiết, đúng không ạ? Ok, rất là tuyệt vời. Và một lần nữa xin biết ơn, biết cảm ơn tất cả cái lời comment tích cực, những cái lời động viên, những cái lời hỗ trợ của anh chị em, đúng không ạ? Những cái tình cảm của anh chị em đó là cái động lực vô cùng lớn để Huy và ekip vẫn tiếp tục hàng ngày cống hiến cho cộng đồng của chúng ta, giúp cho chúng ta có thêm những cái kỹ năng, có những cái kiến thức để mà chúng ta xây dựng cái cuộc đời của mình, xây dựng cái sự nghiệp của mình nó dễ dàng hơn, nó tốt đẹp hơn. Và một lần nữa
Cảm ơn ekip chương trình, cảm ơn tất cả cô bác chị em đã dành thời gian để lắng nghe cái phần chia sẻ của Huy.